Sáng ngày 11 tháng 1 năm 2023, Hội Nông dân xã Tuân Chính long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, huyện ủy viên, chủ tịch Hội Nông dân huyện, đồng chí Trần Thị Huệ, huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy xã Tuân Chính, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã và 80 đại biểu chính thức đại diện cho 1111 hội viên nông dân trong toàn xã về dự đại hội. Nhiệm kỳ 2018-2023, cán bộ, hội viên, nông dân xã Tuân Chính đã tích cực, năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân nỗ lực. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên luôn được quan tâm. Hội đã bám sát nghị quyết của cấp ủy của hội cấp trên và hướng dẫn của hội cấp trên, tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn sự kiện của đất nước. Hội đã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên và nhân dân ủng hộ kinh phí, vật tư y tế và các nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân xã Tuân Chính phấn đấu 100% chi hội làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng và triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, hàng năm kết nạp được 25 hội viên mới trở lên, mỗi chi hội phát triển ít nhất từ 1 đến 2 tổ hội nghề nghiệp, 95% hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, huyện ủy viên, chủ tịch Hội Nông dân huyện chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của Hội Nông dân xã Tuân Chính trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Hội Nông dân xã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo nhiệm kỳ 2023-2028 trình đại hội và quan tâm thực hiện một số nội dung sau: tập trung đổi mới, sáng tạo về nội dung hoạt động, hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, sát thực tiễn, quan tâm chăm lo, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quần chúng nhân dân thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động hội đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, phát huy tốt vai trò của tổ chức hội trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, huyện ủy viên, chủ tịch Hội Nông dân huyện và lãnh đạo xã Tuân Chính đã tặng hoa chúc mừng đại hội. Với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, đại hội đã nhất trí bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân xã Tuân Chính nhiệm kỳ 2023-2028, bầu đoàn đại biểu đi Đại hội Hội Nông dân huyện trong thời gian tới.